Hello xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì trong video này Uyên sẽ chia sẻ đến cho chúng ta một cái panel để hiệu chỉnh ảnh dành cho photographer chuyên nghiệp. Thì panel này được uh, phát triển và cung cấp bởi Hoàng Phúc Photo. Chúng ta cùng theo dõi xem panel này có gì thú vị nhé. Đầu tiên thì uh, Uyên sẽ nói sơ qua một chút về cái panel này thì đây là một cái panel tên là Darkroom được phát triển bởi Hoàng Phúc Photo. Thực ra thì cá nhân của Uyên, bản thân Uyên thì từ trước đến giờ Uyên rất là ít khi nào sử dụng cái panel tại vì Uyên không có làm chuyên trong cái ngành ảnh, cho nên là Uyên cũng không có nhu cầu sử dụng quá nhiều những loại panel khác nhau nên là thực ra Uyên cũng không có nhiều trải nghiệm về những cái panel này. Tuy nhiên thì trong video này, ngày hôm nay Uyên muốn chia sẻ đến cho các bạn cái cảm nhận của Uyên khi mà lần đầu tiên Uyên sử dụng một cái panel được à, phát triển bởi một người em, gọi là một người em cũng rất là thân thiết với mình thì Uyên cũng muốn chia sẻ đến cho các bạn cùng trải nghiệm chung với Uyên để xem xem là cái panel này có phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của mình hay không và à, bạn Phúc đã phát triển cái này với những cái tính năng hấp dẫn như thế nào. Thì với cái panel Darkroom này các bạn có thể à, truy cập vào trong trang là paneldarkroom.com. Uyên có đính kèm đường link ở trong phần mô tả video ở bên dưới. Các bạn có thể click vào và chúng ta truy cập đến cái trang Darkroom này. Các bạn tải cái panel này về và chúng ta có thể sử dụng 14 ngày trải nghiệm miễn phí. Thì sau khi mà chúng ta trải nghiệm 14 ngày miễn phí đó rồi, các bạn có nhu cầu thì chúng ta có thể mua bản quyền để có thể sử dụng được lâu dài hơn. Rồi đây là cái giao diện đầu tiên sau khi mà Uyên đã cài đặt cái Darkroom này vào trong Photoshop rồi. Hiện tại thì cái phiên bản Photoshop bên đang sử dụng ở đây là phiên bản Adobe Photoshop 2024. À, cái version của nó là 25.2.0. Tuy nhiên thì theo như Yên được biết, cái panel này chúng ta có thể sử dụng ở những phiên bản Photoshop thấp hơn cũng được. Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng từ 2019 hoặc là 2021 trở lên. Đừng sử dụng những phiên bản cũ quá, tại vì những bản cũ quá thì nó sẽ không có đầy đủ những cái công cụ và những cái tính năng để có thể hỗ trợ tốt ở trong cái panel này. Về cái giao diện của cái panel này thì Uyên có một cái bật mí đó là khi mà Phúc mới bắt đầu nhen nhóm à, phát triển cái panel này thì Phúc đã có trao đổi với Uyên và có liên hệ với Uyên đưa cho Uyên xem cái giao diện của cái panel. Thì thực ra là Uyên biết là Phúc rất là chỉnh chu trong cái panel này từ cái phần giao diện nhỏ nhất và từ những cái bước đầu tiên khi mà Phúc làm nên cái cái bản demo, cái bản giao diện đầu tiên là Phúc đã đưa cho Uyên xem để hai chị em có thể cùng góp ý với nhau về cái giao diện rồi. Cho nên là theo Uyên thấy thì đây là một cái giao diện được sắp xếp rất là gọn gàng, à, chi tiết và nhìn rất là cân đối hài hòa về cái mặt UI ha. Và cũng rất là dễ sử dụng cũng như là dễ tìm được những cái tính năng mà chúng ta cần. À, đây là cái bản sau khi Uyên cài đặt lên ha. Đây là version Darkroom 1.1. Thì ở phía dưới này nè, bạn có thể thấy là nó được chia ra làm hai hay là một cái bản là Pro và một cái là Auto. Thì thực ra là gọi là một cái bộ lọc thôi, bộ lọc cho chúng ta thôi. Pro là một cái hiển thị chuyên nghiệp đầy đủ hơn và được chia ra thành từng cái category, từng cái chuyên mục một. Còn cái bản Auto này thì theo như Yên thấy là Phúc đã lọc ra những cái tính năng mà nhiều người xài nhất, những tính năng mà ưu việt nhất trong cái cái panel này thì lọc ra đây cho mình như kiểu một cái gọi là favorites đó, những cái mà à, nổi bật những cái nổi bật nằm ở trong cái phần auto này bạn có thể chuyển qua lại ha và tiếp theo thì ở bên dưới này chúng ta có một cái là tiếng Việt và tiếng Anh những bạn nào ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng theo tiếng Anh thì vẫn có thể là chúng ta chuyển qua giao diện tiếng Anh để mình nhìn những cái keyword những cái thuật ngữ nó quen thuộc với mình hơn ở đây thì trong video này Uyên sẽ chuyển qua tiếng Việt để chúng ta có thể theo dõi được dễ dàng ha rồi phần ở phía trên này thì chúng ta sẽ có bốn cái tab uh, chỉnh ảnh này là những cái tính năng mà chúng ta có thể hiệu chỉnh cho cái tấm ảnh của mình được chia ra làm sáu cái category sáu cái chuyên mục rồi phần thứ hai là lọc ảnh lọc ảnh này nó giúp cho chúng ta lọc ra được những cái tấm ảnh mà theo cái mã số của mình á nghĩa là khi mà chúng ta đi chụp ảnh tiệc này, hay là chúng ta đi chụp ảnh cưới một cái bộ ảnh rất là nhiều thì sau khi mà chúng ta chụp về xong thì sẽ đưa cho khách hàng lựa lựa ra những cái tấm ảnh nào mà khách hàng chụp có thể là 20 30 hoặc 50 70 gì đó tấm tùy theo cái gói chụp của họ thì sau khi mà khách hàng họ chọn ra được những cái tấm ảnh đó bạn chỉ cần uh, chọn vào đây cái folder cái thư mục mà chúng ta lưu trữ cái hình ảnh đó rồi các bạn nhập tên file nhập tên file uh, theo cái mã số của ảnh mà những cái ảnh mà khách hàng chọn á, bạn nhập vào đây rồi các bạn sẽ chọn là sao chép tới hoặc là di chuyển tới một cái thư mục nào đó ở bên dưới này. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần tiến hành lọc thì tự động cái panel này nó sẽ lọc ra cho mình tất cả những cái tấm ảnh mà khách đã chọn. Rất là nhanh, rất là auto, không cần phải đi ngồi lựa lựa dò theo từng cái tên file một cách thủ công nữa. Huyến rất là thích cái tính năng này ha rồi cái tab tiếp theo là một cái tùy chỉnh thì trong cái tùy chỉnh này chúng ta sẽ có là một cái đường dẫn logo bạn có thể thay đổi cái logo là cái logo Decrum ở đây này bạn không muốn bạn có thể đổi thành một cái logo khác rồi cái thư mục mà lưu trữ cái tài nguyên của mình ở đâu thì bạn có thể là đổi cái đường dẫn thư mục đó rồi dưới này là cái về cái giao diện thôi thay đổi giao diện thì uyên nghĩ là cái thay đổi giao diện này nó đã được tích hợp ở cái phần cuối dưới này rồi cho nên là Chúng ta hiệu chỉnh ở cái phần uh, footer phần ở dưới bên này nó sẽ nhanh hơn là việc mà chúng ta hiệu chỉnh ở trên cái tab ở đây ha. Và cái tab cuối cùng thì uh, để bản quyền thôi. Ở đây thì chúng ta có thể làm kiểm tra cái bản cập nhật của mình và nhập cái mã kích hoạt bản quyền của mình vào. Hiện tại ở đây thì Uyên đang sử dụng một cái kỳ uh, vĩnh viễn. Kỳ vĩnh viễn sử dụng vĩnh viễn và trong này Phúc cũng có thông báo là bạn muốn chuyển bản quyền sang một cái thiết bị khác thì chúng ta chỉ cần gỡ cái khi cái mã kích hoạt bản quyền ra khỏi cái thiết bị này sau đó là mình lấy cái mã đó mình kích hoạt vào trong một cái máy khác xài bình thường không sao cả nó không có bị dính chết vào một máy không có bị uh, gọi là mỗi lần mà muốn thay đổi máy phải liên hệ lại với phúc để xin gỡ hoặc là xin cấp gì đó nó hơi phức tạp cho nên là ở đây uyên thấy là cái tính năng mà hỗ trợ cho mình có thể chủ động tự động gỡ cái mã này để apply nó để app nó qua một cái máy khác một cách chủ động cũng rất là ok, Uyên thấy là rất là ổn ở trong cái phần này. Rồi thì đó là những cái sơ bộ về cái panel này, thì bây giờ mình sẽ quay trở về cái tab chính để mình xem thử xem là những cái tính năng của nó như thế nào nha. Rồi ở đây, trong cái tab chỉnh ảnh này, theo như Uyên nói hồi nãy thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cái category, 6 cái chuyên mục à, chỉnh toàn ảnh, chỉnh ảnh chân dung, chỉnh ảnh phong cảnh, ảnh thẻ và ảnh thờ. Rồi cái chỉnh ảnh hàng loạt, À, tài nguyên ghép ảnh. Đây là một cái bộ mà stock gọi là những cái thêm hoặc bao gồm cả chữ này, rồi mấy cái lớp phủ overlay, rồi phụ kiện nền ghép ảnh gì đó, bla bla bla. Nó sẽ có nhiều cái ở đây cho mình ha. Thì à, khi mà Uyên sổ ra một cái list như thế này, các bạn có thể thấy là có những cái đánh dấu, đúng không? Chữ A này, rồi dưới này là chữ AI, ha rồi cái chữ M này. Vậy thì những cái đánh dấu này nó có ý nghĩa là gì? theo như yên hiểu thì uh, những cái mà nó có hiển thị chữ A này nó là được viết tắt của chữ auto có nghĩa là khi mà chúng ta click vào thì hệ thống nó sẽ tự động hiệu chỉnh cho mình một cách uh, tự động còn cái mà ai thì uh, đây là cũng là auto nhưng mà nó cao hơn một bậc nghĩa là nó tích hợp thêm cái trí tuệ nhân tạo vào đó tích hợp thêm cái cái tính năng ai vào trong cái hiệu chỉnh này cho nên là cái kết quả của nó sẽ cao hơn một chút so với lại những cái mà có cái chữ a những cái chữ e bình thường không thôi còn cái mà M này thì viết tắt của chữ manual nghĩa là nó sẽ phải chỉnh hơi thủ công thêm một chút xíu nữa, có những cái bước nhỏ nhỏ nữa để chúng ta có thể hiệu chỉnh theo cái thông số để có thể cho ra được cái kết quả mà mình mong muốn. Thì Uyên đây ví dụ như ở đây Uyên chọn một cái khử ám màu ha. Này bạn thấy ha, ở đây chúng ta sẽ có một cái chọn là khử ám màu này, nó sẽ hiển thị ra là cho mình chọn. Giá trị là thấp hoặc là trung bình hoặc là cao Mình muốn ép nó ít hay nhiều hay như thế nào đó Mình sẽ hiệu chỉnh ở đây thêm một chút xíu nữa vào Rồi ví dụ Uyên để cao này Đóng này Tự động nó sẽ hiển thị cho mình một cái Adjustment Layer để khử ám màu ở đây Nãy giờ khi mà Uyên làm thì Uyên thấy là Có vẻ như nó thao tác cũng rất là nhanh Chỉ cần mất đâu đó vài giây thôi Thì tự động nó sẽ chuyển qua cái hình đó cho mình rồi Rồi ví dụ trong này Uyên chọn thử một cái ảnh xưa cũ coi xem nó như thế nào và đây là cái kết quả của mình thì ở đây ạ nó nó sẽ tạo ra những cái adjustment và chúng ta có thể hiệu chỉnh tất cả những cái adjustment này theo ý của mình rất là dễ luôn ở đây chuyển thành smart object này à, theo như yên thấy thì cái kết quả này cho ra một cái kết quả mà chúng ta hoàn toàn có thể tự customize tự hiệu chỉnh lại theo ý của mình được nghĩa là ở đây nha nó không ép trực tiếp lên trên hình đâu bạn để ý này nó sẽ có một cái là smart filter ở đây bạn có thể chúng ta tắt hoặc là chúng ta mở một cái filter nào đó hay là chúng ta có thể là double click vào trong cái smart filter này để mình hiệu chỉnh lại cái thông số của từng cái filter theo ý của mình nếu mà mình cảm thấy là cái kết quả này chưa đúng ý của mình lắm. Mình có thể hiệu chỉnh vào trong này rất là dễ cho nên là nó không có app trực tiếp lên trên hình của mình. Tất cả mọi thứ đều được tách riêng ra từng cái layer riêng lẻ cho nên là chúng ta có thể hiệu chỉnh rất là dễ dàng luôn, Uyên rất là thích cái kết quả này. Có cái layer mask thì chúng ta có thể dùng brush mình tô vào bất kỳ một cái chỗ nào mình không muốn ép vô này, mọi người thấy ha. Mình có thể tận dụng mình sử dụng những cái brush để mình tô vào mình che bớt đi những cái phần nào đó mà mình không muốn. Đây là một cái điểm cộng của Uyên đối với cái panel này. Uyên rất là thích những cái gì mà nó được tách riêng rẽ ra từng các layer như vậy bởi vì mình sẽ chủ động thay đổi được, chỉnh sửa được. Và cái kết quả thì cũng rất là ok nè. Kết quả này dùng texture, dùng những cái hiệu ứng cho ra một cái phong cách xưa cũ rất là ổn. Chỉ có một cái điểm trừ chút xíu là cái hiệu ứng áp vào chờ hơi lâu. Nghĩa là hiệu ứng áp vào chờ hơi lâu một chút xíu. Nếu mà mấy bạn nào mà cấu hình thấp hoặc là dùng phiên bản Photoshop cũ quá thì có thể là trong lúc chờ xử lý nó hơi lâu một chút tuy nhiên thì cái này uyên không đánh giá được cụ thể tại vì cá nhân uyên cũng không sử dụng nhiều các panel để uyên cũng không biết là trong các panel khác họ xử lý như thế nào để mà mình có được một cái sự so sánh ở đây rồi bây giờ ha mình sẽ thử qua một cái khác xem ở đây bạn có thể thấy là trong cái chỉnh toàn ảnh này độ sáng này tương phản màu sắc trong trẻo khử ám màu à, chi tiết vùng tối chi tiết vùng sáng à có cái tăng kích thước ảnh này nữa này uyên cũng rất là thích cái tăng kích thước ảnh này lên mờ hậu cảnh Mưa rơi, ảnh vẽ trì. Ok, đây là những cái mà chúng ta có thể chỉnh toàn ảnh được. Bạn có thể thử trải nghiệm. Rồi, bây giờ mình sẽ thử qua một cái ảnh chân dung xem như thế nào ha. Đây, ví dụ Yên dùng một cái hình chân dung như thế này nha. Để xem thử, coi xem uh, cái panel này hoạt động như thế nào. À, uh, mịn da này. Đều màu da. Xóa bóng nhờn. nó Yên thử cái xóa bóng nhờn coi. Chọn vùng da bóng nhờn ở bước kế tiếp. À, nó có một cái là không hiện vào lần sau. Ok, đóng. Rồi đến bước này thì mình phải uh, trích vào, trích vào cái phần da nào mình cảm thấy bị bóng ở Uyên trích đại đi. Cái phần này thực ra nó cũng là cái vùng sáng thôi. Cũng không phải là cái bóng nhưng mà mình cứ trích đại thử nha. <laughs> ok. Điều chỉnh độ mạnh, thấp, trung bình, cao. À đây này bạn có thể thấy này, trong những cái phần này hồi nãy Uyên chỉnh, Uyên click vào cái phần highlight á. Nó không phải là bóng nhờ, nó Uyên click vào cái highlight thôi. Mà bạn thấy này, nó sẽ điều chỉnh như thế này. Rồi, ok. Tuy nhiên thì trong cái hình này là do vì nó không phải là cái độ bóng, nó là cái highlight in vào thôi nên nó không có đủ cái độ bóng để mà chúng ta có thể chọn vào cái cao này. Và nó khi mà chọn vào cái cao thì nó sẽ bị hơi hơi bệt một chút này, ngay cái phần mũi này, cái vùng vùng sáng của cái chóp mũi nó bị cháy luôn, nó bị cháy chỗ này. Nên thành ra là tùy theo cái hình của mình ha, mình có thể hiệu chỉnh theo những cái giá trị đặt sẵn này hoặc là mình tùy chỉnh trong cái thanh này đến một cái mức nào đó mà mình cảm thấy ok thì mình để lại xem trước này, before after này, rất là ổn ha. À, uyên đưa vào trung bình đi rồi uyên đóng này. rồi bây giờ ví dụ như trong cái phần trung bình này uyên không muốn nó ép lên cái mũi thì uyên có thể dùng layer mask, uyên tô nó vào à, layer mask, trái flow thấp thấp, uyên tô vào. ok uyên sẽ lấy lại được về cái phần sáng của cái mũi đó. Theo như Uyên nói hồi nãy vậy đó, mình có thể hiệu chỉnh rất là dễ luôn. Đây là một cái layer được tạo riêng này, xóa bóng nhờn này. Rồi, ok, theo Uyên đánh giá là cái tính năng này rất là ổn. Uyên test thử một vài cái thôi ha. Xóa mụn này. Ồ, cái xóa mụn này chạy nhanh ha. Xóa mụn, xóa tàn nhang. Sau khi chạy xong thì nó sẽ áp cho mình một cái layer mask, rồi mình sẽ phải tô lên. Oh, biên dùng brush into lên nè, xóa rất là nhanh. Kết quả, hãy uyên zoom lên các bạn thấy không kết quả hầu như là nó không có bị bệt một tí nào luôn á. Nếu mà bình thường chúng ta làm kiểu như xóa mụn, xóa thàn nhan bằng những cái spot healing brush hay là clone stem á, lâu lâu thông thường nó hay bị gọi là hay bị Bị bệt cái bề mặt đó. Ở đây thì khi mà Uyên dùng nó không hề, không hề có một cái nào nó bị bệt luôn. À, nhìn rất là ok. Đó, đây là cái kết quả này Before, after này Uyên zoom lên cho mọi người xem. Before, after. Ổn ha? Uyên thấy cái này nó xử lý nhanh nè. Cái này xử lý nhanh. Tách tần số, theo Uyên hiểu cái tách tần số này hình như là để sử dụng cho cái frequency separation rồi má hồng <laughs> à nó thêm một cái như thế này và chúng ta cũng phải brush brush vào à đẹp ha tùy thôi tùy mình muốn tô chỗ nào mình brush vào cái chỗ đó có thể giảm opacity tùy ý này opacity của layer hoặc là opacity của brush rồi đẹp à cái này có son môi rồi bên không cần phải tô son môi ha bên à, thử một cái uh, sáng mắt. Đây. Trong tất cả những cái retouch này thì uh, kết quả trả ra đều là các layer có layer mask và chúng ta sẽ sử dụng brush để chúng ta tô vào những cái phần nào mình muốn ép. Đây. Nhanh. Uyên thấy nhanh, ok. Sửa màu da. Rồi ở đây cho chúng ta một cái hiệu chỉnh. ở à, về cái phần giao diện này thì Uyên Uyên có một cái uh, nhận xét một chút xíu đó là cái màu cái màu của cái chữ và cái màu của cái thanh này này nó đang giống như kiểu bị bị disable nghĩa là bị ẩn nó kiểu màu xám xám giống như bị ẩn thành ra khi mà nhìn vào mình không biết được là à, những cái này là nó đang active nó đang có thể hiệu chỉnh được mà nhìn nó giống giống như kiểu nó đang bị 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 ẩn đi không cho click rồi đó mà nãy giờ bên thử bên kéo này bạn thấy không khi mà bên kéo nó nó hơi bị giật ở cái chỗ này nó đang chưa biết lý do bạn thấy không nãy giờ bên kéo nó bị bị nhảy bị nhảy bị giật giật qua theo cái con chuột của Yên này, ấn một lúc sau nó mới nhảy. Khử bão hòa giảm độ sáng. Ừ, cái này nó giống kiểu như là một cái chỉnh nhiệt độ màu temporary này. khử những cái ám đỏ ám vàng ở trên da hoặc là cái cái saturation như cái bão hòa và cái độ sáng của da thôi, mình có thể tùy chỉnh ở trong này. Cái này thì tùy theo hình ha. bạn có thể hiệu chỉnh mà theo Yên thì bên đang thấy là cái phần này Kéo nó hơi bị giật quá. Đây nó sẽ có thêm cho mình một cái layer nữa là chỉnh màu da ở đây ha. Ok. Theo bên đánh giá sơ bộ thì tất cả những cái tùy chỉnh này chúng ta đều được tách riêng ra một cái layer và chúng ta có thể sử dụng cái layer mask để mình ép vào trong từng phần, từng phần một những cái phần nào mình muốn retouch, phần nào mình muốn hiệu chỉnh mình sẽ sử dụng cái layer mask để mình đưa vào trong nó. À, bây giờ mình sẽ thử một cái ảnh phong cảnh xem như thế nào nha. Đây, một cái phong cảnh như thế này. Rồi, ở đây giúp cho mình có một số cái tính năng là mình tạo ra những cái mask, luminosity mask này hoặc là zone mask này, thì tạo ra những cái mặt nạ để mình có thể tự mình hiệu chỉnh thôi. Này, tăng màu mây trời làm trong mặt nước, khử mù sương, tương phản sáng tối. Ok, à, có ghép HDR này, ghép vùng nét này, thay mây này. Rồi, ví dụ trong cái thay mây này thì chúng ta sẽ có những cái... Um, thư viện, những cái library của những cái mây này để cho mình có thể chọn. Mây trắng, này, trời đêm, trời xanh. <laughs> cái này, yên thấy ghi trời xanh hai mà mở ra thấy đâu có xanh đâu. À, dưới này có trời xanh này. Theo Yên thì cái phần này mình có thể nên lọc ra là ví dụ như trời mà Buổi, buổi sáng buổi tối gì đó bình minh hoàng hôn hay những lúc mà trời trong gì đó các kiểu mình có thể lọc ra kiểu vậy nó sẽ ok hơn tại vì thông thường sẽ có một số lần cá nhân uyên thôi thì uyên hay sử dụng là mình sẽ có những cái ảnh kiểu như mình muốn làm ảnh hoàng hôn mình muốn làm những cái ảnh mà gọi là uh, trong những cái giờ mà golden hour ấy, những cái lúc mà mặt trời lặn ấy, thì mình có thêm những cái phần đó như là blue hour rồi golden hour này, này nọ mình thêm những cái, cái 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 thư mục lọc ra như vậy thì nó sẽ dễ hơn là ghi chung chung một cái là trời xanh một trời xanh hai trong khi đây những cái này là những cái trời nó màu đỏ đỏ vàng vàng này hoàng hôn này nó đâu phải là màu xanh đâu thì nó sẽ hơi khó một chút để cho mình lựa lựa những cái hình ở trên này ok bạn có thể thử ha à khi mình chọn xong mình phải chỉnh rồi biết yên kéo vào đây ok chưa hiểu lắm ở cái chỗ này cái này uyên cứ tưởng là mình click vào thì nó sẽ tự động nó thay cái 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 trời trong hình này của mình luôn cơ nhưng mà ở đây thì nó chỉ đang là tạo ra cho mình một cái ảnh bầu trời khác rồi mình tự mình làm thôi chứ nó không có auto ở cái phần này rồi ok uyên hiểu cái cách hoạt động của cái chỗ này rồi có nghĩa là nó giống kiểu như là một cái render ấy các bạn nó giống như là một cái render ấy khi mà mình muốn muốn render thêm một cái gì đó mình sẽ vào đây để mình kéo nó ra mình lấy ra nó là một cái bộ thư viện thôi nó như kiểu một cái thư viện cho mình thôi, giống giống như là chúng ta vào filter rồi có cái phần render này, nó render ra cloud hoặc là ánh sáng này kia các kiểu á. Thì trong này Phúc cung cấp cho mình là mấy cái trời rồi mây này nọ để mình có thể tự mình ghép vào, chứ không phải là auto thay đổi. Uyên tưởng là auto thay đổi, Uyên hiểu hơi, hơi sai một chút ở cái chỗ này. À có thể là do Uyên bị uh, miss cái phần mà M này, M là chỉnh manual ha? mà Uyên, Uyên tưởng nó là chỉnh theo kiểu uh, auto rồi bây giờ uyên thử khử mù xương xem nó như thế nào, à, nó sẽ làm cho nó sẽ làm cho hình của mình rõ lên này các bạn thấy không? đó, ok ha. thực ra thì cái phần này uyên cũng không có rành lắm tại vì uh, uyên ít ít khi sử dụng những cái này lắm, ít khi uh, hiệu chỉnh những cái ảnh phong cảnh lắm uyên chưa có nhu cầu không có nhu cầu chụp hình nhiều để hiệu chỉnh cái phần này nên là uyên cũng không biết là mình nên review đi sâu vào cái gì ở trong cái phần này cả tạm thời mình next qua phần khác ha. Rồi chỉnh ảnh thẻ và ảnh thờ. Ví dụ một tấm hình như thế này ha. Rồi mình chỉnh này, thay nền này. Phông trắng, phông xanh lơ và phông xanh. Đây hai bên thay nền một cái 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 thay phong trắng này. Tự động tách nền ra và thay một cái hình khác cho mình ha. Rồi tiếp theo nữa thì để bên thử một cái khác. Ghép quần áo, Kép quần áo thì trong này sẽ có một cái thư viện áo dài. Áo dài người lớn này, rồi áo nam, áo à, này áo sơ mi này. Áo nam hai. À cái này có thể là mình theo theo yên thôi, cái này có thể mình lọc riêng ra một cái áo sơ mi, phần sơ mi riêng rồi một cái phần áo vest riêng nó sẽ dễ hơn là áo nam một, áo nam hai. Cũng có sơ mi cũng có vest mà để chung lẫn lộn. Áo nữ thử cái này ha. Thì cái này cũng là gọi ra một cái thư viện, sau đó mình tự tự hiệu chỉnh tự ghép vào. Mình làm thử thôi. Đó nó sẽ là những cái thư viện mình sẽ sẽ được tạo ra thay vì mình phải đi tìm những cái hình quần áo đó thì ở đây mình sẽ có sẵn ha và bạn có thể click chọn thoải mái tiện ở đây khi mà chúng ta đang nói về cái bộ thư viện mà để cắt kép như thế này nè thì các bạn lưu ý là với cái panel này khi mà lần đầu tiên mà chúng ta mở cái panel này ra nó sẽ khởi động, nó sẽ chạy hơi hơi lâu một chút xíu để cho nó có thể tải tất cả những cái này về, những cái thư viện này về. Còn lại bình thường thì chúng ta có thể là làm được nhanh hơn. Khi mà đã mở một lần rồi, lần sau chúng ta mở lại thì nó sẽ nhanh hơn. Có lần đầu tiên nó sẽ mở hơi lâu một chút xíu. Cho nên là chúng ta kiên nhẫn nha đó thì ở đây các bạn có thể là tự mình trải nghiệm những cái chi tiết ở trong này để mình có thể đưa ra một cái tấm ảnh thẻ nhanh nhất và tốt nhất cho mình. Rồi trong cái phần chỉnh ảnh hàng loạt này thì ở đây bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái là retot hàng loạt, ghép logo và chữ ký hàng loạt, lưu file hàng loạt, Drop hàng loạt và resize hàng loạt. Thì cái này tùy theo mình muốn như thế nào. Bên đây ví dụ uh, ghép logo chữ ký đi, In click vào đây ha. Bạn sẽ thấy này, ở đây sẽ cho chúng ta chọn một cái thư mục có chứa ảnh gốc. Rồi một cái thư mục đã lưu ảnh sau khi đã hoàn thành, rồi chúng ta sẽ chọn một cái logo của mình, click vào đây mình chọn một cái logo nào đó của mình ở đây, rồi chỉnh kích thước, độ mờ, vị trí, rồi khoảng cách, khoảng cách cách cái cạnh dọc của hình bao nhiêu pixel, cách cạnh ngang bao nhiêu pixel. Đây tất cả đều có đầy đủ các thông số cho mình để mình có thể chọn một cách nhanh nhất. Thì cái này là những bạn nào mà chúng ta xử lý ảnh hàng loạt rất là nhiều á mình muốn đóng cái logo, cái watermark của mình vào thì có thể sử dụng trong cái phần này ha. Giống giống như của Lightroom á, nhưng mà cái này thì tối ưu hơn. Retouch hàng loạt. Retouch hàng loạt, bạn thấy không, nó cũng sẽ là xử lý các file đang mở hoặc là ở trong một cái thư mục chứa ảnh gốc, thư mục chứa ảnh hoàn thành và nó xử lý luôn cả các thư mục con hay là ghi đè lên. Các bạn sẽ tùy chọn vào cái ảnh đầu ra là cái gì, file PSD hoặc là file PNG hay file Rồi các bạn muốn uh, hiệu chỉnh theo cái mịn da sáng da gọn mặt hay là cái gì đó ở đây. Thì thực ra là ở đây là các bạn nào làm nhiều thì chúng ta mới cần đến cái tính năng retouch hàng loạt này. Và theo như Uyên thấy thì với những bạn mà photographer chuyên nghiệp chúng ta hay đi chụp tiệc hay là hay đi chụp uh, những cái bộ ảnh mà được set up cùng một cái kiểu setup up ở trên máy ảnh á. Thì uh, khi mà chúng ta đưa vào đây retouch hàng loạt nó sẽ chạy một loạt hết cho mình luôn rất là nhanh và uh, rất là tiết kiệm được thời gian cho mình mình có thể chạy thử một ảnh như thế nào sau đó là chúng ta mới bấm thực hiện thì cái này là ở đây bạn nào làm nghề thì chúng ta có thể thử nha còn cá nhân của uyên thì do uyên không có làm nghề uyên không có nhiều ảnh như vậy để có thể retet hàng loạt được theo nguyên một bộ như thế này uyên chỉ mở cái giao diện cho các bạn xem được thôi crop à, hàng loạt resize hàng loạt thì cũng tương tự thôi ha cũng tương tự thôi và theo như uyên thấy thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho mình được rất là nhanh ở trong cái việc mà mình đi xử lý ảnh chụp tiệc mà chụp cả ngàn tấm á mình làm rất là nhanh ở đây rồi tài nguyên ghép ảnh thì ở đây sẽ có những cái là chữ nghệ thuật hoặc là những cái lớp phủ, phụ kiện, quần áo, nền, nền để ghép ảnh. Ở cái chi tiết cơ thể. À, chi tiết cơ thể này là chúng ta có thể tạo thêm những cái cổ rồi lông mày này. Mình có thể ghép thêm vô này. Cái này hay nha. Ghép thêm răng. Tóc. Tóc cho cô dâu nè tóc nam, tóc nữ nè. Cái này các bạn có thể thử. Tuy nhiên thì theo Uyên thấy thì cái này các bạn nên có một chút kiến thức về Photoshop cơ bản để khi mà chúng ta ghép cái này vào chúng ta phải hiệu chỉnh một chút cho nó đều đều lại so với cái hình gốc của mình. Rồi chữ nghệ thuật, những cái typo sẽ được chia ra làm typo độc quyền và typo sưu tầm. Theo Uyên hiểu thì cái typo độc quyền này là cái phúc tự tạo ra còn cái sưu tầm là sưu tầm ở trên mạng gom lại uyên thử cái độc quyền ha những cái này thì chúng ta hay sử dụng để trang trí vào thêm cho hình nhìn cho nó chiêu chiêu cho nó lãng mạn tai bộ cưới này tay bộ tình cảm này à, tên bài hát rồi chèn vô rất là đẹp luôn cái này có một hiệu ứng gãy gãy vỡ vỡ ok lớp phủ bên xem xem lớp phủ đó là cái gì ha à lớp phủ này nó sẽ là những cái bụi này những cái bụi rồi khói cây rồi những cái lông vũ lớp phủ tia sáng là những cái ánh sáng thêm cho mình để mình tạo thêm rồi ví dụ em dùng thêm một cái ánh sáng này đi đó bạn thấy à nó sẽ có thêm cho mình một cái lớp layer ánh sáng này tăng giảm opacity tùy ý rồi đó là những cái mà uyên vừa mới trải nghiệm ở trong cái panel darkroom này thì như uyên đã nói từ ban đầu uyên không có làm chuyên ở trong cái ngành ảnh cho nên là uyên không có nhiều cái kinh nghiệm để uyên có thể review sâu hơn cho các bạn về đúng cái nhu cầu của dân làm ảnh uyên chỉ có thể review theo những cái mà uyên biết về photoshop và những cái kiến thức của uyên về cái ứng dụng của cái panel này vào trong cái công việc của mình trong hình ảnh của mình như thế nào photoshop hoạt động như thế nào thì uh, uyên review như vậy bạn nào quan tâm chúng ta có thể click vào trong cái đường link dragroom com tại một cái bản này về dùng thử 14 ngày. Trong cái bản quyền của cái panel này, theo Uyên thấy là Phúc đang bán bản quyền là 6 tháng, 12 tháng và một cái bản quyền vĩnh viễn. Thì tùy theo nhu cầu của các bạn mà bạn lựa chọn một cái bản quyền nào đó cho phù hợp. Còn ngoài ra thì mình cứ sử dụng 14 ngày miễn phí để mình trải nghiệm theo có đúng theo cái nhu cầu của mình hay không. Và trong 14 ngày này thì bạn có bất kỳ một cái thắc mắc hay là một cái um, yêu cầu nào đó mà muốn bên Phúc hỗ trợ để mình hiểu thêm về cái cách mà cái panel này hoạt động thì bạn cứ liên hệ trực tiếp vào trong cái fanpage của Hoàng Phúc. Cái fanpage Facebook là Hoàng Phúc Photo á thì Phúc cũng như là trong team của Phúc sẽ hỗ trợ cho các bạn, hỗ trợ từ cái phần cài đặt cho đến hỗ trợ những cái lỗi hay là những cái thắc mắc nào đó của các bạn trong quá trình mà chúng ta sử dụng cái panel này. Và đó là tất cả những gì Uyên muốn chia sẻ cho chúng ta ở trong cái video ngày hôm nay. Uyên hy vọng là các bạn sẽ à, yêu thích cái panel này cũng như là vẫn tiếp tục ủng hộ cho Uyên và Hoàng Phúc Photo trong à, tương lai sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.